Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trên tem đây là 5 cái con Sony 1 Mark 2 nha các bác. Thì cả 5 con này nó đều rất là mới nha các bác. Nó gần như mới 100% luôn đấy. Thì tí nữa em sẽ sâu chi tiết cái ngoại hình từng con cho các bác nhé. Và cả 5 con này thì em đều test chức năng và các thứ của nó hết rồi. Thì em có ghi ở ở đây như kiểu như này hết. Thì tí nữa em sẽ test chi tiết một con cụ thể cho các bác biết, để mà các bác về nhà các bác biết cách test thôi, và áp dụng cho những con Sony khác cũng thế thôi. Đấy, thì trước tiên em sẽ test ngoại hình 5 con này cho các bác xem nhé. Rồi, để xem, test chờ tí các bạn. Đây. Đây, trước tiên là con số 1 đây. Con số 1 này đây, thì nó đã test rồi đây. Con số 1 này em đánh giá nó phải tầm 99,9% nhé. Áp suất ok. Và pin của nó đang là tầm khoảng 3192 nhé. Và còn L1 nha các bác. Đấy, thì sẽ sơ ngoại hình cho các bác đây. Đây, các bác có thể thấy này, cái cạnh dưới của nó thì phải nói là chả xước tí nào luôn, không xước tí nào luôn nha các bác, không xước luôn. Cạnh trái cũng thế, cạnh trái thấy các bác nhá, không xước tí nào luôn. Đó, đây là cạnh trên cũng thế, không xước tí nào luôn nha các bác, không xước tí nào luôn. Đó, đây là cạnh phải cũng thế, đây cũng không xước tí nào luôn nha các bác. Đó, rất là đẹp luôn. Nói chung là mấy con này, máy này em soi rất là kỹ rồi, nó rất là đẹp luôn. Và sâu lại cho các bác thôi, cái mặt lưng của con này phải nói là cái kính của con này nó phải nói rất là đẹp luôn đấy các bác. Nó đương nhiên cũng sẽ bám mồi vân tay, nhưng mà kính con này màu trắng rất là đẹp luôn các bác, rất là đẹp luôn, gần như chả xước tí nào luôn nha các bác. Đương nhiên sẽ có những cái vết lông mèo phẩy phẩy, nhưng mà nó bé lắm, em không nhìn thấy luôn ấy. Nếu mà nhìn nhìn kiểu này gần như không thấy luôn đấy các bác, cho nên nó em phải nói là nó gần như 100% ấy. Đấy, rất là đẹp luôn. Đặc biệt là cụm camera, camera thì cứ phải soi kỹ cho các bác. Đây, cụm camera con này này, bây giờ nhìn thấy không? Nó gần như chả xước tí nào. Cho cả cái nghiện vào luôn. Đó, nó hơi khó nhìn các bác nhỉ. Rồi, không xước tí nào nha các bác. Ok, mặt trước đây. Rồi, trước mấy bụi không không lau đi hết được các bạn. Nó cứ vẫn là dính bụi thôi, không quan trọng. Thì mặt trước con này thế thôi, mặt trước con này rất là đẹp luôn nhé. Em bảo đảm với các bác là gần như chả có vết xước nào đâu, chả có vết xước nào to to luôn đấy. Có một hai cái vết xước lông mèo rất là bé thôi, mà em nhìn kỹ cũng cả thấy luôn, nhìn kỹ cũng không thấy mấy luôn đấy. Đấy, nói chung là rất đẹp nha bác. Các bác yên tâm, máy này rất là đẹp luôn. Rồi, ok, con số 1. Em sẽ lấy con số tiếp theo. Ok các bác, thì đây con số 2 đây. Thì con số 2 này em cũng đã test rồi. Nó cũng đẹp gần như 99,9% luôn. Áp suất còn ok nhé. Pin cũng là 3213 nhé. Và còn L1. Đây, em sẽ sâu luôn cho các bác luôn. Thì con số 2 này này, nó bị đúng một vết chấm ở chỗ này, ở chỗ ngay cái cổng xi này này, bé lắm. Nói chung là không biết các bác có nhìn thấy không, đây bị một vết chấm ở đây nhé. Đấy, còn lại thì đẹp hết này, cạnh phải đây rất đẹp luôn, không có vết xước gì cả. Rồi, cạnh trên cũng thế, không có vết xước gì cả, rất là đẹp. Cạnh trái đây cũng thế, không có vết xước gì cả nhé. Rồi, mặt lưng có thể chả có vết xước gì đâu, gần như không có vết xước, rất là đẹp. Đặt cái cụm camera, phải sâu cái cụm camera cho các bác. Đây, cụm camera con này thấy rất là đẹp luôn nha các bác, gần như chả xước tí nào luôn. Đó, rồi, bảo đảm cho các bác là những con này, này máy này đẹp lắm, nhưng mà em cứ sâu lại thôi để cho các bác biết được nó có chính xác như vậy không thôi. Đây, cả cái mặt trước cũng thế, mặt trước con này rất là đẹp luôn, chả xước tí nào. Rồi, ok các bạn, em sẽ test con tiếp theo. Con số 3 đây, thì con số 3 này em cũng test rồi,
máy nó phải đẹp gần như 100%. Áp ok, pin con này còn khá cao này, 3775 này, L1 này đó, thì cũng test, cứ gọi test cho các bác thôi. Đây cạnh dưới đây không xước tí nào luôn các bác. Đây như có một cái vết phẩy, phải nói là nó rất là nhẹ các bác, khó mà có thể nhìn ra được ở chỗ này, đầu bút này này rất là bé luôn. Em quay clip khi không nhìn thấy các bạn, rồi có những không có luôn được. Ok cạnh trái thế, không sức tí nào luôn đó, không sức tí nào nha các bạn. Cạnh trên cũng thế, không sức tí nào luôn nha các bạn, không sức tí nào luôn. Rồi cạnh phải cũng thế, không sức tí nào luôn nha các bạn. Ok luôn. Rồi mặt lưng, mặt lưng còn lạnh thế, không sức tí nào luôn nha các bạn. Quan trọng là cái cụm camera này, này. Đây có thể thấy camera thế, không sức tí nào luôn, rất là đẹp luôn. Có máy màu trắng này công nhận đẹp các bạn. Màu màu mặt lưng này, màu mặt lưng nó rất là đẹp. Đây mặt trước đây, mặt trước thì em lọng chưa kỹ đâu, nhưng mà con này thế thôi, nó cũng như mấy con kia thôi, không gần như là không xước. Đương nhiên là những máy cũ thì nó sẽ phải có những cái phẩy phẩy kiểu lông mèo, nhưng mà nó bé lắm, nó khó nhận ra ấy. Đây, con này thế, con này có phẩy phẩy này. Đấy, con này thì nhìn ra hơn một chút thì nó có phẩy hơn những con kia, nhưng mà phải là nghe điện về các bác thấy đây đó. Nhưng mà thực sự là nhìn nghiêng mới thấy, chứ còn nhìn thẳng thì lại không thấy. Đúng là con này là có lông mèo hơn hơn những con kia một chút đấy, nhưng mà tổng quan lại thì nó vẫn còn rất là đẹp nha các bác. Đó, đây là em soi quá kỹ thì nó thế thôi. Rồi ok, con số 3 này cũng rất là đẹp. Xem con số 4 nào. Ok thì đây con số 4 cũng thế nha các bác, nó còn rất là đẹp, gần 100%, áp suất còn ok này, pin là khoảng 43448 nhé, và còn L1 đây cũng sẽ sâu cho bác luôn. Đây cạnh dưới đây rất là đẹp luôn, không sức tí nào. Ok cạnh trái đây cũng thế, không sức tí nào luôn nha các bác, quá ngon luôn, quá đẹp. Cạnh trên cũng thế, không sức tí nào luôn, cộng 305 cái thứ còn rất là mới. Ok đây là cạnh phải đây, cạnh phải cũng thế, rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn các bác. Rồi mặt lưng, mặt lưng cũng thế thôi, mặt lưng con này cũng rất là đẹp, không có vấn đề gì luôn. Đây quan trọng cái cụm camera cho các bác, cụm camera con này cũng thế, rất là đẹp luôn, không sức tí nào luôn nha các bác, quá đỉnh luôn. Đây mặt trước đây, mặt trước con này cũng thế, còn rất là đẹp nha các bác. Con này thì đương nhiên cũng sẽ có vài cái vết lông mèo, nhưng mà rất là bé, soi kỹ cũng em cũng không thấy mấy đâu. Đó, rất là đẹp các bác. Ok con số 4 này cũng quá đẹp luôn. Ok soi con số 5 thì đây các bác, đây là con số 5, thì con số 5 cũng này cũng thế, đẹp 99% luôn. Áp ok, pin con này, pin con này mới thế nhỉ, pin con này còn 3999 các bạn, L1. Pin của con Sony 12 là 4000 rồi các, mà con này còn như này coi như là pin mới luôn các bạn, gần như thế luôn. Đấy. Và con này cũng rất là đẹp nha các bác. Đây, cạnh dưới đây. Không sức tí nào luôn. Rồi. Cạnh trái đây, cũng thế, không sức tí nào luôn nha các bác. Đó, rất là đẹp. Đây cạnh trên này. Cái này bẩn bẩn thì đừng xước. Đây cạnh trên thế, không xước tí nào luôn, rất là đẹp luôn. Cạnh phải cũng thế, không xước tí nào luôn. Ui con này phải nói là quá đẹp luôn. Đây các bác, thì con này cũng thế thôi, mặt lưng cũng còn rất là đẹp, không xước tí nào, gần như thế. Và cái kính cam cũng thế này các bác, không xước tí nào. Đang tiệt mũi các bạn.
Con này còn rất là mới luôn. Bắt trước xem nào. Đây các bác. Thì cái con này mặt trước của nó thế cũng còn rất là mới luôn. Gần như không có cái vết xước lông mèo nào to to ấy. Không có luôn ấy. Bé rất là bé và rất là khó phát hiện luôn. Không, coi như không có luôn đấy các bác. Rồi ok. Thì đấy, đấy là cái ngoại hình của 5 con vừa rồi. Nói chung là 5 con này ngoại hình nó quá đẹp luôn, không có gì phải chê cả. Có một mỗi con là bị một chấm chấm ở chỗ này, con số 3 đấy bạn. Đấy. Thì em sẽ test ví dụ cho các bác một con này để các bác về các bác biết cách test nhé. Đấy, khỏi khỏi bảo em nói điêu. Tại vì tất cả những con kia em có test hết rồi và em có ghi lại những cái thông số ở cái mặt lưng hết rồi cho các bác cứ yên tâm nhé. Không phải là em không test đâu, chẳng qua là nếu mà test hết tất cả con máy thì clip nó rất là dài, nhưng mà em vẫn phải test một con để các bác biết cách để mà test nha các bác. Đấy. Thì trước tiên là cái vân tay. Vân tay thì đây. Ok nha các bác. Mở phát lên luôn. Vân tay này. Ok, tất cả con kia thì em đều test như thế hết rồi nha các bác. Vân tay ok này. Còn cái gì nữa nhỉ? Ngoài này còn cái gì nữa? À L1 đây. Các bác thấy đây. L1 nhá, còn L1 nhá. Thì tất cả những cái máy của bản Nhật ý, thì các bác biết rồi, cái abrac của nó rất là nhiều như này này. Đấy. Rất là nhiều luôn các bác. Đây abrac này, rất là nhiều luôn này. Đấy, nhưng mà các bác lại hoàn toàn có thể xóa được nha các bác. Các bác chỉ cần ấn giữ vào nó. Chọn một cái chữ dấu y này, dấu y. Chọn vào đấy và các bác tắt nó đi. Đấy là nó sẽ mất thôi. Đấy, các bác, nó mất này. Đấy, những công sẽ khác các bác cũng làm như thế. Đấy hoặc ấn vào chỗ thông tin ứng dụng này. Đấy các bác tắt nó đi được mà. Hoàn toàn rất là dễ dàng. Rồi. Thì các bác về nhà các bác từ từ các bác tắt nhá. Em nhiều quá em tắt không 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 được. Đấy và đặc biệt là ở bên con Sony 1 và 2 này có hai cái trình duyệt, đó là Cinema Pro và Photo Pro này, chụp ảnh cực điển luôn nhé các bác. Nhưng mà đương nhiên thì các bác phải am hiểu một chút về về nhiếp ảnh thì các bác chụp mới ngon được. Nhưng mà ở cái chế độ auto thì con này ở cho ở mức cũng hoặc trung bình khá thôi, tại vì em cũng dùng con này rồi. Đấy nhưng mà đặc biệt là con này này là cái màn hình của nó tuyệt đẹp luôn các bạn, quá đẹp luôn. Thì tí nữa em sẽ tắt màn hình, sẽ test màn hình cho các bác xem. Con này em đánh giá hiện tại nó là trong một trong những con mà có cái màn hình đẹp nhất hiện của thế giới điện thoại hiện tại luôn ấy. Nó quá đẹp luôn. Đấy. Đây, trước tiên là cái wifi bắt bình thường nha các bác. Wifi bình thường này. Để tắt wifi này, này. Đấy. Sóng 4G bình thường nha các bác. 4G bình thường này. Đấy, đương nhiên thì bản Nhật ấy, theo cái kinh nghiệm dùng của em thì em vẫn đánh giá cái việc sóng của bản Nhật nó sóng 4G ấy nhé, sóng 4 sim ấy thì nó sẽ hơi kém hơn so với những bản như kiểu bản Mỹ T-Mobile hoặc là so với những bản Hàn hoặc bản quốc tế. Đấy thì cái này thì không thể phủ nhận được, kệ thôi. Anh em nào có nói hoặc là bảo em dìm hàng cái máy này thì cũng được thôi, nhưng mà em vẫn phải nói là những cái máy Nhật thường thường là sóng nó sẽ hơi yếu hơn so với những cái máy khác. Đấy. Nhưng mà nó vẫn dùng ổn định mà các. Đấy, con này vẫn ổn định, vẫn là rất là bình thường. Kể cả cái bản bản Hàn hay bản T-Mobile ở ở chỗ này, ở cái vị trí này em đang quay này thì cái sóng của nó chỉ như này thôi. Đấy. Rồi ok, sóng xanh ok nhá các bác. Thì quan trọng nữa là cái cổng sạc này các bác. À quên, em sẽ test luôn cái nhận nhận PC đây. Nhận không nhỉ? Nhận rồi đấy, mà em không có cách nào để mà cho các bác biết ở đây. Đấy, nó nhận rồi nha các bác. Đấy, lại xem nào. Không thể thông báo lên gì. Ở trên máy tính em mới nhận rồi, nhưng mà lúc thì nó không báo, lúc thì không thông báo, chả hiểu cái gì. Đây đấy, rồi ok. Ok nha các bác, cái này nhận bình thường. Và bây giờ cái mức pin của nó đang là 51% nhé. Thì em sẽ cắm cái sạc của nó xem là trong quá trình em test nó có lên pin không nhé. Thì cái củ sạc em đang dùng đây này, nó là củ LG và củ này chỉ có 18W thôi. Ok các bác nhé, nó đang có sạc bình thường. Rồi em sẽ vào sâu trong em test cho xem nhé. Thì ở những cái bàn Nhật như này các bác dùng cái lệnh này: sao thăng 73 78 423 thăng sao thăng sạc. Ơ nhầm à? Sao thăng 7 3 7 8 4 2 3 thăng sao. Rồi ok, nãy như bấm sai cái gì đó thôi. Thì ở trong cái này các bác có hai cái bản test. Một là cái info này thì nó là những cái thông tin cơ bản thôi.
không không cần test đây số số đời máy các thứ, cái này các bạn không cần quan tâm đến cái này làm gì, các bạn quan tâm các bạn save và test này này đấy. Thì ở cái phần này thì các bác test được các phím này, các phím bấm này, tăng âm lượng này, giảm âm lượng này, nút camera này đó. Rồi ok, nút back này, cái này nó rất hay là back cái này là ra luôn, sao tăng sao tăng 7 3 7 8 4 2 3 tăng sao tăng sao. Rồi tiếp theo là cái phần cảm ứng này đấy, cảm ứng thì các bác chọn cái phần free đầu tiên này, này. Đấy, và các bác vẽ nó không bị đứt đoạn là ok nha các bác. Thì cái này em test rồi, demo lại cho các bác thôi. Tiếp theo là cái màn hình đây, các bác có thể đấy, màn hình của con này rất là sáng đẹp. Nó thật là các bác phải dùng nó các bác biết được là cái màn hình nó tuyệt vời cỡ nào, nó rất là đẹp luôn các bạn. Và chưa ám ố gì nha các bác, chưa lưu ảnh, chưa làm sao cả. Rồi led này, led ở chỗ này này đấy, sẽ test led ở đây đấy, các màu khác nhau là được nhé. Rồi loa trái này, rồi loa phải này, ok đây là cái tai nghe này đấy, có nhé. Đây là cái microphone dưới này, ở con này chỉ có hai microphone dưới và microphone trên thôi nhé. Thì đây cái gì đấy, microphone dưới này, alo 1 2 3 4. Rồi ok, microphone trên này, alo 1 2 3 4. Rồi ok các bác, hai mic đều ok. Rung này, rung rất là mạnh luôn nha các bác, rung rất mạnh nha các bác. Camera này, này các bác có thể test camera đấy cũng được. Ok này, ok này, con này có 3 camera sau. Rồi camera trước này, ok đấy. Rồi đèn flash này, ok nhé các bác, bình thường nhé, tắt đi này. Rồi mấy cái bluetooth, cái wireless này thì không cần test đâu, tại vì thường thường là cứ có wifi là cái bluetooth nó bình thường hết, các bác không phải lo nhé. Đây là bàn này, đấy bình thường nhé, có nhảy là ok nhé các bác. Cả mấy cái này cũng nó cũng tương tự như chức năng như thế các bạn. Đây là như thế này này, đây nó cũng là cái cảm biến xoay cái thứ thôi, ok hết nha các bác. Đây đây là cái cảm biến ánh sáng này, khi mà bác che thì nó về về không này, đấy các bạn thấy không, bỏ tay ra nó sẽ nhảy thông số là ok nhé. Còn đây đây là cái cảm biến tiệm cận này, thì bình thường không che thì nó off, che nó sẽ on này này, đó như thế là ok nhé các bác. Rồi cái này là cái gì nhỉ, à cái này là cái smart cover, thì bác có cái ốp cốp ốp cover mà đóng vào nó sẽ có tác dụng, thì cái này em không có. Này áp suất, đây áp suất thì bên sau lên nhảy rất là lớn nha các bác, đây nó là 1020 1021, nó lên sẽ là 103 mấy này. Ôi trời, quá lớn, nó phải nhảy hơn 20 đơn vị các bạn. Đấy nó không như bên nhà LG đâu, LG nó nhảy rất là bé thấp. Rồi một cái bộ nhớ này không có quan trọng đâu. À đây, bộ nhớ đây. Đấy, có thẻ nhớ này, đấy, SD card này. Rồi, cái vân tay thì khỏi cần test nhé các bác, tại vì nó em test cho các bác rồi. Battery đây, nãy em có test đây. Thì con này cái dung lượng pin của nó là 4000 nha các bác, thì con này nó đang là 3999, thì con này phải là pin rất là mới luôn nha các bác. Rất là mới luôn đấy. Rồi mấy cái phần này mà khỏi không cần test đâu, display cái thứ này. Ok, nói chung là test các bác chỉ cần test những cái cơ bản như thế là nó quá ngon rồi, là nó không vấn đề gì, là ngon lắm rồi. Đấy, ok các bác nhé. Thì tất cả những con từ 2, 3, 4, 5 à 1, 2, 3, 4 chứ em cũng đều test như thế hết rồi nhé, và cắm sạc thử PC thử sạc hết rồi nha. Đây, các bác thấy không, pin nó lên rồi các bác, từ 52 lên 53 rồi, tại vì từ nãy giờ cứ dùng vừa sạc thì nó cũng không không lên nhanh được. Đấy, ok các bác. Còn cái gì test nốt cho bác xem nào. Đó. Đấy thì cái con máy này em đang bán nó là tầm 5.8 củ nha các bác. Tại vì
Con máy này nó thực sự là nếu như mà anh em nào cầm nó dùng nó thì các bác biết là nó rất là đẳng cấp luôn, và nó cứng cáp ấy, các bác nhìn này, cái khung viền của nó vuông thành sắt cạnh rồi, nó rất là nam tính ấy, và đặc biệt là nó không bị khuyết tật đấy. Nói chung nếu như anh em nào yêu cầu sự hoàn hảo ấy thì dùng con này nó quá tuyệt vời luôn. Thứ nhất là viền màn hình mỏng này, hai cạnh trên dưới nó cũng dày nhưng mà nó lại đều nhau, khá đều nhau ấy. Hôm trước em cũng có test rồi đấy, nhưng mà hai con này cái cạnh trên nó sẽ dày hơn một chút đấy nha các bác, dày hơn một chút xíu thôi đấy, các bác để sẽ biết được cái cạnh trên nó dày hơn cạnh dưới một chút xíu. Nhưng mà tổng thể lại thì nó cũng rất là cân đối và nó rất là đẹp đấy, và đặc biệt là cái màn hình của con này thì vô đối luôn, nó thật sự các bác là màn hình con này vô đối luôn, chạy chip 865 đấy. Để em sẽ vào hẳn cái phần cài đặt cho các bác xem đây, còn cái gì để cho bác xem nốt bộ nhớ này đấy, chỗ này là 128 nhé các bác, 128 pin này. Rồi ok các bác, thì pin nó lên bình thường nhé các bác đấy, nó lên bình thường. Và con này đặc biệt là con này là anh em dùng nhiều rồi, anh em dùng con này nhiều anh em bảo là con này nó không bị cái lỗi mà kiểu sọc màn ấy. Tại vì em nhớ không nhầm con này là dùng màn LCD mà, LCD thì cái việc mà sọc màn nó gần như là không có ấy các bác. Đấy cho nên là không biết LCD hay là OLED nhỉ. Em nhớ không nhầm nhưng mà nói chung để cái thông tin này em sẽ xem lại nhé. Nhưng mà em nhớ không nhầm thì nó là một cái màn hình LCD thì phải chứ nhỉ. Thôi rồi, cái này thì các bác sẽ tìm hiểu ở Google nhé, tại vì thông tin nó quá lâu rồi em cũng chưa kịp check lại. Thì bảo đảm cho các bác là cái màn hình con này nó đang là rất là vô đối luôn các bác, nó quá đẹp luôn. Ôi trời, bên kia nó rô cái gì đấy, ôi trời ơi, nó uống một cái ly rượu mà nó hò mất khoảng 30 giây thế này đau hết cả đầu. Thôi rồi, hôm nay là chủ nhật mà các bác, thì anh em đang là nhậu nhẹt ở đâu ấy, xem còn cái gì test nốt cho các bác. À quên, chưa nghe gọi, chưa nghe gọi rồi sao chứ nhỉ. Đấy, tiếp cận bình thường nhá. Ok các bác, đấy thì con này nói chung là cầm nó sẽ đẳng cấp hơn con V6 mới rất nhiều. Tuy con này chỉ có mỗi cái là cái pin nó sẽ kém hơn con V60 nha các bác. Pin con này chỉ có 4.000 thôi. Đấy, con V60 pin 5.000. Nhưng mà cầm con này nó khác bọt hẳn với con V60 các bác, đẳng cấp và trông nó nam tính. Ok, các bác nào muốn mua thì liên lạc với em ở số điện thoại ở góc màn hình nhé. Chào các bác.